không? Đó. Cái này cái gì đó ai biết. Cái cục cờ, à quên cái cục cờ. Cái này lâu vậy. Cái này mấy năm rồi mà. Trăm năm không? Cái này giống cái này 80 năm rồi. 80 năm trước đó. Cái này giống cái cùi quá ha. À, cái này là cái cùi. À, 80 năm về trước mà thời ông cố mình hay xài đó. Có không các bạn? Đó, ngày xưa người ta cũng có làm nhưng mà sau này người ta không dùng cái này nữa. Người ta dùng cái nó cũng là lưới nhưng mà cái đó gọi là gì nè. Nó màu xanh xanh đen đen á. Dạng như là lưới hái cà phê với tiêu á. Rồi bây giờ người ta đổi hết kiến rồi. Cái này lưới xanh mà. Sau lưới xanh là nó đổi lưới nhựa nữa. Lưới nhựa là bây giờ là nó không dùng lưới nhựa nữa, bây giờ nó dùng kiến không à. Ủa con chưa lạ đây. Này cột cờ dùng sao? Để xuống này kéo lên vậy hả? Ừ. Nhưng mà di chuyển được mà, gió thổi là nó bay rồi. Đâu, kéo. Cái này á hả? Nhưng mà thấp như vậy cái này sao nó phải để riêng ngay vậy ta? Chạy ngày xưa ông ngoại còn minh mạnh mà đâu mà được. Cái này con biết mà, cái này là cái người ta làm đám cưới á, người ta để cái đồ gì lên đó, hay cái bồn rửa tay lau mình. Đậu hai nó mới biết chứ mà mình không biết. Đậu hai đoán cũng đoán được ra chứ. Sao đoán được ra? Ôi cái bồ cào của nó kìa. Cái bồ cào cào để sẵn. Dao mạ đó. Cái này bồ cào xạo luôn à? Ừ, để dao mạ. Cái kia là cái gì? Biết chứ. Nhưng mà mình không biết làm mà. Cái dầu nước ngày xưa đó mấy chị hả? Mấy cái này phải mấy trăm năm rồi. Mấy chục năm. Tên Thư à? Ờ, giới thiệu cho tất cả các bạn à. Cho nó cũng tẩy cái này thôi. Còn làm gì? Đó. Đây là tấm ảnh. Còn đây là cho nó cái tay này nha. Có một con chó. Với lại hình voi. Tối qua không thấy gì. Biết cái này cái gì là gì không? Hả? Biết. Con chó đang chờ xưa. Không phải. Không phải. Cái này là con chó đang chờ xưa. Bó tay rồi. Cái này là đời đen như mộng chó, bạc bẹo như vôi. Không phải con chó nó chờ kìa. Con chó nó ngậm xương là thua bó tay. Còn cái này ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa nó là những ai mà không có chịu đi học á là phải đi trăng trâu rồi đó. Ý nghĩa của nó phải chạy. Thấy chưa? Ai lừa lại sợi dậy nó phải đi trăng trâu. Cái này là cậu bé trăng trâu. Cô gái đang đợi chồng, đợi người yêu.
cả đều vẽ bằng mực bột hết, màu bột. Mấy chục năm vẽ từ thời thấp xuống. Đây là nhà bà Giang. Ba cái cửa, 1, 2, 3. Mấy bức hoành này là cả trăm năm mà, có cái hơn trăm năm luôn. À, đây có một cái tấm bảng này. Cái này cũng là khắc bằng thủ công luôn. Đó. Hả? Đó. Đây cũng là vẽ bằng ảnh màu luôn. Bán ra nha mày. Cả trăm năm này. Thôi vậy thôi. Bye bye. Đây là một cái dụng cụ thời xưa. Nha, sa mô nè. Ừ. Cái của sa mô ngày xưa nè. Đừng nè. Ở dưới đường Đức Phương, chỗ đó là bác sĩ. Đâu, sa mô đâu, chơi đâu, sao? Cái này là một cái cây dạy ở trong quanh thi thôi là mọi người. Đâu phải tặng á hả? Đâu chơi sao? Không biết chơi đâu, thì thấy nó giống giống cái nói thôi. Cái này mà là đạo hết rồi. Cái này là dụng cụ của người ta ngày xưa á cha. Đây nè. Cái này như là cái tẩu thuốc á. Đây coi. Tẩu thuốc hả? Không phải. À. Cái này là cái gậy ba to. Không phải. Như già hay vậy nè. Ủa chơi cái gì đuối. Ta thì đi giữ. Đây nè. Không, cái này là cái kẹp than. Ngày xưa hay dùng thôi chứ bây giờ hết rồi. Mấy cái này là bếp cổ với ngày xưa này. Bếp ngày xưa nó thiếu một cái cục về. Còn có biết cái loại nào? Không, nó còn một cái loại mới. Bây giờ người ta không dùng mấy cái này nữa, nhưng mà cái loại mới nhất là nó có một cái miếng chắn ở trên á. Cái này không có chắn này, cái này cũ lắm rồi nè. Xưa rồi, từ thời ăn cốt mẹ rồi. Cái gậy ba to này để làm phép này. Rồi, quay lại đàng hoàng nha. Cái này nè, đó. Ông la một phát là đỡ ra ba trái hoa. Cái gì chưa? Chúng ta không thể nào làm mất nó được. Cái gì nữa đó ba đấy hoa? Ông la đỡ ra ba hoa đúng không? Hình
hôm nay sẽ giới thiệu cái này. Nước rồi. Cái này là hai mọi người. Cái này là mấy cái dự trữ nước, mấy cái lu để dự trữ nước. À, cái lu quá hả? Ôi gì dạ buồn. Cho tôi xem đi. Đấy, tự xem. Ôi dạ buồn bỏ đây. Đấy, đây. Ôi, con người chưa ra này, này nhìn này. Có người thò đầu ra. Uiu. Nước. Thế thôi nè. Cái này là cái gì vậy? Cái này là giống cất mèo quá, đừng có đụng vô. Cất mèo, oh my god. Trời ơi, thử quá nè. Thôi nào, thằng con hồ bi trong tranh hữu hả? Tụi lấy đi. Tụi lấy. Cái kia lấy cho mình không được không? Hồ bi á. Ở đây còn nước nhiều không? Cái này người ta dự trữ nước thôi. Khu miền Tây. Chúng ta khổng lồ luôn. Chúng ta khổng lồ coi lực ra có gì không? Từ từ thôi. Mẹ nó bực, bực lên là nó rớt xuống là nước luôn. Nhưng mà cái này nó cứng hơn, gió không thổi được. Cái kia gió thổi phát bay mất tiêu. Giống cái này. Đúng rồi, cái này gió thổi là bay mất tiêu nè. Cái này không thổi được. Cái này cái này nặng. Cái này nặng bằng xi măng. Bây giờ người ta thay hết cái này rồi, người ta không có dùng cái chùm đựng nước nữa. Có máy bơm. Mới quay làm gì?